Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng châu thổ non trẻ được bồi đắp và kiến tạo từ những nhánh sông trở nặng phù sa từ dòng sông mẹ Mekong. Chỉ chiếm hơn 12% diện tích và 19% dân số, nhưng đồng bằng sông Cửu Long đã đóng góp trên 50% sản lượng lúa, 95% sản lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, trái cây của cả nước. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với những thách thức lớn ở ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường, khiến khu vực này đang tụt hậu so với đà tăng trưởng của cả nước. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, phải đi cùng nhau. Liên kết vùng là con đường tất yếu mà 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long phải cùng đồng hành để vượt qua thách thức vì một tương lai phát triển thịnh vượng và bền vững. Thế giới đang vượt ngưỡng chịu đựng về biến đổi khí hậu. Hậu quả của việc hành tinh nóng lên ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến hàng tỷ người và các nền kinh tế. Ở Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng biến đổi khí hậu. Những đợt hạn hán, nắng nóng và xâm nhập mặn kéo dài, những vụ sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra ngày một nghiêm trọng, như một phép thử đối với sức chống chịu của đất và người nơi đây. Không có coi đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đất trù phú, phì nhiêu, thuận lợi sản xuất lương thực nữa, mà đánh giá lại đây là một cái vùng mà gặp rất là nhiều thách thức về biến đổi khí hậu cũng như là cái tài nguyên nước của sông Mekong. Thông qua các ý chí, cái khát vọng của đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta phải chứng minh được rằng một trong năm đồng bằng chịu tổn thương nhất của biến đổi khí hậu, nhưng mà người đồng bằng vẫn biết cách tự mình vươn lên, biến những cái khó khăn đó trở thành một cái động lực để mà cùng nhau liên kết lại, tạo ra một cái thương hiệu đồng bằng. Nó không phải là phì nhiêu nữa, mà đồng bằng đó nó vượt lên cái thách thức của biến đổi khí hậu. Nếu mà muốn diễn đạt đồng bằng sông Cửu Long bằng hai cái từ mà ngắn gọn nhất thì tôi sẽ chọn đó là từ đất và nước. Tất nhiên, ở đâu thì cũng có đất, có nước. Nhưng mà tài nguyên đất và nước có ý nghĩa hết sức là quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển cái vùng đất này, gắn với con người của đồng bằng sông Cửu Long. Từ lịch sử hình thành, phát triển, từ cái văn hóa, sinh hoạt của người dân, nó cũng gắn với câu chuyện nước của đồng bằng. Và đó cũng là một cái thách thức rất là lớn trong quá trình phát triển. Câu chuyện nước của đồng bằng sông Cửu Long không chỉ câu chuyện hạn hán, ngập và mặn trong tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay. Bởi trước đây, đồng bằng sông Cửu Long chỉ là những cánh đồng phèn hoang hóa hàng trăm năm. Trong một cái bối cảnh là sau trận lụt năm 1978, tỉnh Đồng Tháp phải đi xin gạo của Trung ương, đồng chí bí thư tỉnh ủy ở thời điểm đó, đồng chí Trần Anh Điền, hết sức là rai rứt. Đồng chí đã nói rằng tỉnh chúng ta mà đi xin lúa gạo của Trung ương, trong khi Trung ương đâu phải là vựa lúa đâu, chính chúng ta mới là vựa lúa. Cánh đồng rộng mênh mông, chỉ toàn cỏ năn, cỏ lác. Hành trình dài cùng nhau khai phá và chinh phục vùng đồng bằng hoang sơ phèn mặn, mở ra những cánh đồng lúa bát ngát chữ bông, chính là nền tảng để tạo dựng mối liên kết giữa 13 người anh em của đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ đầy gian khó. Tôi trong gần hơn nửa tháng lội ngang lội dọc tất cả những cái vùng quan hóa của tỉnh Đồng Tháp và thấy rằng đây là vấn đề lớn, không thể một mình làm nổi,
Cho nên tôi mới xây dựng được một cái chương trình mời các nhà đó đi khảo sát Đồng Tháp 10 lần nữa. Còn đối với tỉnh thì ví dụ như là ông Mười Nhẹ là chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, hay là ông Tư Thân là chủ tịch tỉnh Long An, vân vân, thì rất là nhiệt tình. Tỉnh cũng mời cái đoàn chuyên gia của cái Hà Lan chuyên về chống phèn, thì đến ông nghiên cứu, thì ông nói là mà Hà Lan để mà chinh phục 1 hectare đất phèn nó phải tốn $1 triệu, thì cái này ngoài khả năng của địa phương cũng như của cả nước. Và có nhà khoa học thì cũng nói là việc mà làm lúa hay vụ dùng đất thấp mồi là chuyện đi rồ. Có ông nói mà làm mà có ăn là để lưng tôi mà nấu. Động vào phèn của Đồng Tháp 10 là tự sát. Và Đồng Tháp 10 có lẽ sẽ mãi là vùng đất hoang hóa nếu như không có dự án nghiên cứu hệ thống nông nghiệp Đồng Tháp 10 mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người khởi xướng. Cái sự cộng hưởng rất lớn, đấy là cái quyết tâm rất là mạnh mẽ của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói rằng là nếu như có mất thì chỉ mất một phần của 3 tỉnh thôi, còn nếu được thì được cho cả nước. Và chính cái câu nói đó nó thể hiện một cái khát vọng về sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của vùng Đồng Tháp 10 nói riêng. Ừ, người dân ở nhiều cơ họ cũng là rất là sáng kiến, rút là kinh nghiệm được cái khi mà nhà khoa học chỉ được là cái phèn á, nó quá trình nó phát triển là như thế nào, và nếu mà muốn sử dụng nó thì phải rửa nó như thế nào đấy, hay mấy cái đấy là cây cũng rất là quan trọng. Người dân rất là thông minh, mình cũng công phu dữ lắm á. Khi mà mình làm mình phát hiện nó có phèn rồi đó là mình đào mương xẻ rãnh cho nó qua một cái giai đoạn tô phèn đi bớt rồi làm mới có ăn, chứ nông dân cũng yên tâm rồi đó. Tại vì cái đê bao thì nhà nước cũng lo, rồi cái đó là lo là chống lũ đồ này kia với rút nước ra sẽ sớm được là đúng thời tiết, thì cái này là mình cũng an tâm. Từ một chỗ là một cái vụ mà lúa bắp bên khoảng cỡ 2 tấn trở lại, thì sau này làm 2 vụ thì mỗi một vụ đó thì là bình quân nó khoảng cỡ 6-7 tấn, có nơi những nơi thì tới 10 tấn. Thì nhờ thế mà nó vừa giải quyết cái lương thực cho Long An và đồng thời góp phần giải quyết lương thực cho cả nước. Năm 1984, kênh trung ương từ Hồng Ngự, Đồng Tháp đến Vĩnh Hưng, Long An được đào xong, dẫn nguồn nước ngọt và phù sa từ sông Tiền xuyên qua Đồng Tháp 10 về tận sông Vàm Cỏ Tây để tăng tốc rửa phèn, cải tạo đất. Nước ngọt dẫn tới đâu, người dân tụ họp về hai bên bờ kênh cất nhà, khai hoang, lập nghiệp tới đó. Chính cái kênh trung ương là cái kênh đầu mối để mà làm những cái kênh trường dọc xuống để mà nó đưa nước ngọt về để khai thác Tháp Mười. Nó tạo ra một cái sự đoàn kết thống nhất giữa các 3 tỉnh này và của nhân dân ở trong vùng. Mỗi cái địa phương nó có lợi thế và mỗi địa phương đều có những cái tự hào về cái nhiệm vụ của mình được đảng nhà nước giao. Chúng tôi cùng với nhân dân đã khai thác được cái Đồng Tháp 10 trở thành một vựa lúa trù phú lớn nhất. Cái công cuộc khai phá Đồng Tháp 10, chúng tôi về phương diện lịch sử chúng tôi nhìn thấy nó như là một cuộc cách mạng trong nông nghiệp ở các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, để hiện thực hóa cái khát vọng, ý chí, quyết tâm để mà làm chuyển biến cái sản xuất nông nghiệp của vùng Đồng Tháp 10. Các tuyến kênh thủy lợi được khơi thông là tiền đề, động lực quan trọng để đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Phải khẳng định, đây chính là tầm nhìn mang tính chiến lược về sự liên kết vùng đã được Trung ương quan tâm rất sâu sát và triển khai từ sớm đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 định hướng đến 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng đến nay đã 12 năm. Về tổng thể, các hệ thống công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long đang hình thành trên quy mô lớn, giúp kiểm soát mọi nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long,
mà trọng tâm là nguồn nước ngọt từ phía thượng nguồn về, nguồn nước mặn từ phía biển Đông và biển Tây vào, phục vụ ngày càng hiệu quả hơn cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp. Toàn đồng bằng hiện có hàng trăm nghìn km kênh mương, hàng chục nghìn km đê và bờ bao. Đây trở thành hệ thống huyết mạch, không những tạo thành những con đường giao thông liên vùng đầu tiên, mà còn là con đường thau chua rửa mặn, tiêu thoát lũ, trữ nước tưới tiêu cho cả vùng đồng bằng trong suốt hàng chục năm qua. Người dân rất là phấn khởi khi được thành phố đầu tư đê bao này, cũng vừa là đê bao mà vừa là cái hệ thống giao thông nông thôn, rồi là để vận chuyển cái hàng hóa cũng giảm được cái chi phí cho người dân. Đặc biệt là cái mùa khô này thì coi như là mình chủ động được là cho nước vào để mình giữ để tưới nước, coi như đảm bảo được cái mùa khô thì có nước để mình tưới, còn mùa nước thì mình ngăn được lũ, đem lại một cái lợi ích rất lớn cho người dân ở khu vực này. Tại vì ngày xưa cái ở đây là bị cái vụ mà nước ngập lũ, từ ngày mà thành lập làm cái đê bao khép kín, cái vườn của mình nó dòm thấy nó khác liền. Tại vì hàng năm cây của mình không có bị ngập, mình ra cây nó tốt tươi hơn dữ lắm, trái cũng nhiều hơn. Xét về mặt nguồn nước không có nằm cụ thể ở trong tỉnh nào, mà nguồn nước được phân bổ theo lưu vực, theo hệ thống. Do đó việc phối kết hợp của các địa phương trong hệ thống là một trong những minh chứng cụ thể về vấn đề này. Hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé tại Kiên Giang, siêu công trình thủy lợi có vùng ảnh hưởng đến 6 tỉnh thành phố: Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ. Hệ thống thủy lợi này gánh trên vai trọng trách kiểm soát nguồn nước, đồng thời cũng đặt ra một yêu cầu rất cao về sự liên kết, sự phối hợp giữa các tỉnh, thành trong việc vận hành và hoạt động của hệ thống này. Để làm được cái lớn cái bé đấy thì chúng tôi phải nghiên cứu 10 năm. Thậm chí có những nghiên cứu trước đó 20 năm rồi, nhưng mà nghiên cứu cao điểm là 10 năm. Và khi làm xong cái lớn cái bé đấy thì ngay lập tức là cơ bản tỉnh Hậu Giang là không bị mặn, một nửa của tỉnh Kiên Giang là không bị mặn và không phải đắp đập. Chỉ cần mỗi một vụ mà Kiên Giang không phải đắp đập tạm thôi thì đã tiết kiệm được gần 100 tỷ đồng. Chúng ta tính ra là như vậy là cái hiệu quả nó rất lớn. Lãnh đạo của sở nông nghiệp cũng như là tỉnh Hậu Giang thì cũng có cử đầu mối để phối hợp để vận hành trong hệ thống này, để cái liên kết vùng. Thì sau khi mà có cái kế hoạch vận hành thì chúng tôi cũng đều nắm được cái thông tin thời gian vận hành, cách thức, phương pháp, nắm được kịp thời để chúng ta có cái chủ động và phản ánh, rồi đưa thông tin đến những người nông dân để chúng ta chủ động sản xuất. Cái năm nay là cái năm mà chúng ta thấy cái hệ thống cống phát huy rõ ràng nhất, cái độ mặn chúng ta được kiểm soát ở một cái mức độ nhất định. Hậu Giang vẫn có mặn nhưng mà nó không ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đây là cái điều đáng mừng. Thì có thể nói là cái hệ thống sông cái lớn cái bé này, cái cống cái lớn bé thì đối với Hậu Giang là được dùng, được hưởng lợi nhiều nhất, và thấy rằng là người nông dân cũng rất phấn khởi. Cái biến đổi khí hậu thì không phải riêng tỉnh nào, nhất là đồng bằng sông Cửu Long thời gian gần đây cái dự báo về cái xâm nhập mặn rất là nhiều thông tin, và trên cơ sở đó cái sự phối hợp giữa các tỉnh để là đóng đập ngăn mặn để giảm thiểu cái nước mặn xâm nhập gây ảnh hưởng đến cây trồng, thì như cũng như cụ thể như là cống cái lớn cái bé của Kiên Giang, trên cơ sở đó thì là cái sự xâm nhập mặn của các tỉnh nó sẽ giảm đi. Cụ thể của An Giang thì đến thời điểm này thì cái việc xâm nhập mặn thì chưa xảy ra, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động sản xuất của những cái vùng lân cận giáp của Kiên Giang. Nắm bắt được cơ hội, tỉnh Hậu Giang đã triển khai dự án xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện nguồn nước được kiểm soát bởi hệ thống thủy lợi cống cái lớn cái bé. Đi tắt đón đầu, mỗi mô hình thí điểm là một hướng đi mới, sinh kế mới cho người nông dân nơi đây, giúp họ chủ động trong sản xuất, nhất là các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng hạn mặn. Là cái chuyện này, cái đảm đều.
Cái đặc tính cây mãn cầu thì nó rất chịu mặn và khô. Phèn mặn mà cỡ một chấm đó là nó không thành vấn đề nó. Mà có nước ngập đi nữa lên mà 5-3 ngày cũng không thành đề. Nó cũng không sợ nước nữa. Cái vùng đất bên đó nó nhiễm phèn, mình cải tạo đất lại, mình trồng khóm ở đây, cây khóm nó tốt hơn. Trong khoảng 16 tháng là cứ 2 tháng mình thu 1 lần, nó có thu nhập đều đều. Cá thì một năm mình thu 1 lần, tới Tết là mình tác ao lên bán. Thì nó cái khoản thu nhập cá nó cũng khá lắm. Bước qua những đợt hạn mặn lịch sử, đến mùa khô năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Không ngoài dự đoán, xâm nhập mặn đã đến sớm và gay gắt hơn. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích lúa trong vùng được khuyến cáo đẩy sớm thời vụ, hiện đã được thu hoạch hoặc trong giai đoạn chín, bảo đảm không bị thiệt hại. Các vùng cây ăn trái vẫn được an toàn. Những hộ dân sống phân tán ở những khu vực chịu ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và chưa được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung, thiếu dụng cụ dự trữ nước ngọt đã được hỗ trợ kịp thời trong mùa khô hạn. Sự chủ động thích ứng từ các cấp lãnh đạo đến chính quyền và người dân 13 tỉnh thành đã ngày càng được thể hiện rõ nét. Tỉnh Bến Tre đó thì một trong những tỉnh mà có thể nói là cái ảnh hưởng của cái biến đổi khí hậu nói chung và cái xâm nhập mặn nói riêng đó thì phải nói là rất là trầm trọng trong nhiều năm qua. Đặc biệt năm nay thì cũng không có cái xâm nhập mặn thì không kém gì những năm trước. Nhưng mà nhờ sự chủ động của chúng tôi đó thì năm nay cái sự thiệt hại về sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vườn cây ăn trái đó, thì nó không đáng kể. Do chúng tôi phát động trong dân trữ nước mưa, trữ nước ngọt, rồi chủ động trong cái việc lắp đập ngăn những dòng sông lớn để có nước ngọt để phục vụ cho sản xuất, cho kinh doanh. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng vừa sẽ tổ chức những cái mô hình, vừa có những nơi thì sản xuất hàng hóa, có những nơi thì sản xuất mà dựa vào cái đặc thù của một cái điều kiện địa lý hay là cái điều kiện thủy văn, điều kiện hàng mặn ở đó. Để mà chúng ta lựa chọn nhiều cái mô hình để cho bà con quyết định để mà mình tham gia vào. Rồi cuối cùng thì nó là cái câu chuyện mà làm sao để mà cái người đồng bằng dựa vào những cái điều kiện, nó không còn những điều kiện thuận lợi như ngày xưa nữa, trong điều kiện nó khắc nghiệt hơn, bà con vẫn có thể có những cái sinh kế mà nó phù hợp. Cái quy hoạch của Trung ương đó thì đối với khu vực này là hoàn toàn đúng với cái thực trạng thực tế của Bến Tre mà chúng tôi cần phải phát huy. Thì để làm cái điều kiện đó thì chúng tôi sẽ liên kết với các tỉnh như Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp để làm sao phát triển được một cái vùng cây trái rộng lớn và có liên kết tạo ra một cái chuỗi sản phẩm, các sản phẩm để tiêu thụ trên các thị trường, kể cả thị trường ngoài nước. Thì đó là cái thế mạnh mà chúng tôi sẽ phát huy. Lâu nay mọi người thường chú ý nhiều đến nước biển dâng và hạn hán, xâm nhập mặn. Nhưng trên thực tế, sụt lún đất và sạt lở bờ sông, bờ biển mới là vấn đề nghiêm trọng nhất, đe dọa sự tồn tại của đồng bằng sông Cửu Long. Nước biển dâng chỉ khoảng 2-3mm một năm, trong khi sụt lún đất làm chìm đồng bằng nhanh gấp 10 lần như thế và sạt lở diễn ra gần 1.000 km bờ sông, bờ biển. Ta hình dung là chúng ta đang sống trên một cái quả dưa hấu to lớn mà chúng ta lấy nước từ trong ruột quả dưa hấu thì quả dưa hấu nó xẹp xuống và cả đồng bằng đang chìm xuống với tốc độ nhanh hơn 3-4 lần so với nước biển dâng. Nó chỉ trong vòng 4-5 tiếng là nó xuống một cục nửa cái nền nhà đó. Là mình, nhưng mà mình bị hay trước là vừa hay là mình dỡ trước, là vừa dỡ xong là nó xuống luôn. Sạt lở bờ sông bờ biển thì phải nói rằng là trong những năm gần đây điển hình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là sạt lở bờ sông bờ biển diễn ra rất là khốc liệt. Trong 5 năm gần đây ấy, thì đã xuất hiện là trên 600 cái điểm sạt lở với tổng chiều dài là hơn 800 km bờ sông bờ biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện nay Cà Mau là đang sử dụng là nguồn nước ngầm
nó gây sụt lún và là cái nguồn nước này thì cũng có giới hạn. Cà Mau phải cần có cái sự kết nối liên kết với các tỉnh trong cái việc là sắp tới chúng ta phải có cái vấn đề cung cấp nước ngọt, nước sạch cho người dân. Ngoài các giải pháp là xây dựng một số công trình kè ở những cái điểm mà sạt lở đặc biệt nguy hiểm để bảo vệ công trình hạ tầng và dân cư. Ngoài ra chúng tôi còn phải kết hợp cái trồng rừng, khôi phục lại rừng phòng hộ ở ven biển. Đây được xem là một giải pháp là bền vững và có tính chất lâu dài. Vấn đề gốc rễ nó là do chúng ta khai thác nước ngầm quá nhiều. Thì bây giờ chìa khóa chỗ là phải giảm sử dụng nước ngầm, nhưng mà giảm như thế nào? Thì cái chìa khóa nó lại nằm ở chỗ nền nông nghiệp. Chuyển hướng nền nông nghiệp thì chúng ta sẽ giải quyết được hàng loạt cái vấn đề theo kiểu domino. Rất may là hiện nay chúng ta đã có một cái chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Đây là một cái nỗ lực rất là lớn theo cái hướng sạch hơn, thân thiện với môi trường hơn. Chúng ta không còn cái tư duy mà mỗi một địa phương quản lý cho vấn đề của mình ấy. Thật sự mà nói thì nó đã có cái tay rất là lâu rồi. Và cái đấy nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà làm sao cho cái ứng phó của chúng ta là hiệu quả. Tuy nhiên thì việc này là cũng đã bàn rất là nhiều trong các cái sự kiện lớn khác nhau ở đồng bằng sông Cửu Long. Và như vậy thì cái việc mà liên kết lại là một trong những cái xu hướng mà chúng tôi thấy rằng nó đã, đang và sẽ là xu hướng chủ đạo. Hiện nay thì về cái chính sách liên kết với nhau thì chủ trương chung thì đã có. Những cái dự án mà nó mang chất là liên dùng, liên kết thì hiện nay thì rất là được cái sự quan tâm của chính phủ. Tỉnh Hậu Giang cũng rất là ưu tiên để gọi là lựa chọn những cái dự án này để chúng ta thực hiện. Làm sao nó đồng bộ quá thì nó sẽ cùng cả đồng bằng phát triển được thì nó tương đối là khá tốt. Và chính phủ đang chú ý rất nhiều đến đồng bằng sông Cửu Long và có những cái bước đi rất cụ thể và đang tháo những cái nút thắt quan trọng của đồng bằng. Nó đòi hỏi sự kiên trì. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu mà theo cái tinh thần nghị quyết 120 đó là thuận thiên thì nó thể hiện rõ nhất là trong cái quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì bây giờ vấn đề là tổ chức thực hiện cái quy hoạch này như thế nào để đảm bảo theo đúng các cái định hướng, đúng với cái chủ trương đó, gắn với quy hoạch của các địa phương, gắn với cái quy hoạch của các cái ngành các quốc gia, kết nối với cả thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ thì đồng bằng sông Cửu Long mới phát triển nhanh được và bền vững được. Về biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay phải nhấn mạnh tổng kết có mấy cái vấn đề này. Một là sụt lún, hai là sạt lở, ba là khô hạn, bốn là ngập và mặn. Thì đây là vấn đề phải giải quyết. Và giải quyết phải đặt cái vấn đề tổng thể toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long này. Dưới những tác động từ tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, mỗi địa phương của đồng bằng sông Cửu Long đều có những đặc điểm khác nhau. Nhưng tất cả những điểm riêng biệt ấy lại tạo thành một bức tranh toàn cảnh về sự liên kết giữa các địa phương trong việc cùng xây dựng một đồng bằng sông Cửu Long mang trong mình khát vọng kiên cường.